Hướng dẫn các bạn kỹ năng đánh số thứ tự trên bảng guộc. Thông thường chúng ta làm Excel thì chúng ta rất dễ dàng để chúng ta có thể đánh số thứ tự. Nhưng ở đây chúng ta đang sử dụng trên bảng guộc. Và thông thường các bạn sẽ gõ số 1, số 2 và số 3. Và nếu số lượng lao động mà rất là nhiều thì các bạn sẽ phải thêm rất nhiều và sẽ gây mất thời gian cho các bạn rất nhiều. Thì để cách làm nhanh thì chúng ta có thể làm như sau. Bước 1, chúng ta sẽ kết nối toàn bộ cái vùng đoạn dữ liệu mà chúng ta sẽ cần đánh số thứ tự. Và bước thứ hai, chúng ta tại cái thẻ home chúng ta sẽ vào number pairing, chúng ta sẽ chọn cái định dạng như bên này, chúng ta sẽ nhớ là chọn định dạng này thì chúng ta sẽ có số thứ tự tự động là toàn bộ đối với trên bảng guộc. Và đối với phương pháp này thì chúng ta là cái phương pháp đánh số thứ tự trên guộc là phương pháp 1. Và chúng ta có thể làm đến cái phương pháp thứ hai là chúng ta cũng sẽ quyết khối toàn bộ cái vùng dữ liệu mà chúng ta cần đánh số thứ tự. Và sau đó chúng ta sẽ vào thẻ là number ring, chúng ta sẽ chọn cái mục cuối cùng dưới này là define new number format. Và tại cái vùng này thì tại đây chúng ta sẽ có, nếu có dấu chấm thì các bạn sẽ sau chấm này chúng ta sẽ để thành format dạng là số 1 mà thôi. Và chúng ta sẽ chọn cái vùng là center là ở giữa, hoặc các bạn có thể là canh bên trái và canh bên phải, thường chúng ta sẽ chọn ở giữa. Và chúng ta định dạng là số 1 cho cái phần number trên, và đây định dạng theo kiểu số tự nhiên. Và sau khi chúng ta đã xong được cái phần định dạng rồi, chúng ta chỉ cần bấm OK thì lúc này là chúng ta cũng đã có số thứ tự tự động trên guộc. Và nó không kém cạnh thì khi chúng ta làm giống như trên Excel. Thì như vậy là chúng ta đã có hai cái kỹ năng để đánh số thứ tự trên văn bản guộc. Và các bạn rất dễ dàng có thể áp dụng trong công việc của mình và các công việc về văn phòng, kế toán cũng như các công việc về nhân sự.